Nữ hoàng Gayatri. Người đang ở đây sao? Em gái của anh đã nói với tôi rằng anh yêu tôi rất là nhiều, và rằng anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho tôi. Điều này có đúng không? Tôi đã hỏi anh một câu rất là đơn giản, vậy nên anh hãy cho tôi một câu trả lời thẳng thắn. Chồng tôi, Rana Indravayanshingel, đã phong tôi làm hoàng hậu. Anh ấy đã cho tôi danh tiếng, sự tôn trọng và sự giàu có. Và trên tất cả là anh ấy dành cho tôi tình yêu. Tôi có mọi thứ. Vậy thứ gì mà Ranaji không thể cho tôi là gì? Và anh có thể cho tôi cái gì? Sao vậy? Anh không có câu trả lời nào cho điều đó sao? Anh có thể làm bất cứ điều gì cho em, dù em có nói gì đi nữa, anh vẫn sẽ làm điều đó. Anh có thể chết vì em và giết ai đó vì em. Vậy hãy thử đi nào. Tôi đã trộn chất độc ở trong sữa này. Gayatri, nếu đây là phép thử cho tình yêu của anh, thì anh sẽ chấp nhận. Anh à, anh không cần phải làm tất cả những điều này đâu. Không phải anh vừa nói là anh có thể giết mình hoặc là giết người khác cho tôi sao? Anh sẵn sàng tự sát phải không? Tôi đã thấy điều đó bây giờ. Bây giờ liệu anh có sẵn sàng giết người khác hay là không? Điều đó phải xem như thế nào đã. Bây giờ anh sẽ tự tay pha cho em gái của anh ly sữa này. Thời thơ ấu tôi đã nghe một người nói Ades, những người nói quá nhiều không bao giờ biến lời nói của họ thành hành động. Và Ades à, anh cũng quá ra là một con sư tử, chỉ bằng cách nói chuyện mà thôi. Nhưng mà thật tuyệt khi nhìn thấy rằng ít nhất anh cũng yêu em gái của mình. Đợi đã, hoàng hậu Gayatri. Anh trai tôi không bao giờ có thể thua. Chưa bao giờ. Nè, dừng lại đi. Anh không thể nào cá cược cuộc sống của em gái của anh theo cách này được. Đợi đã, Gayatri. Tôi đã hoàn thành điều kiện của cô rồi. Tôi đã uống thuốc độc và tôi cảm thấy rất muốn hoan nghênh cô vì lòng dũng cảm của mình. Nhưng mà phải làm sao chứ? Dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ trộn chất độc vào sữa này mà. Tôi vừa trộn một ít nước hoa thôi, chỉ là để nói cho cô rằng anh trai của cô không có khả năng làm bất cứ điều gì cho tôi cả. Không bao giờ.
thuốc nổ không thể làm bất cứ điều gì một mình, nhưng nếu kết hợp nó với lửa thì nó có thể đốt cháy mọi thứ thành tro bụi. Ades chỉ có một mình cho đến bây giờ, nhưng em gái của hắn đã đến rồi, và cả hai người họ sẽ không tạo ra bất kỳ tảng đá nào có thể làm hại hoàng hậu Gayatri. Lá thư của Startai. Tôi đang đến gặp bà thưa nữ hoàng. Chờ tôi tại lễ kỷ niệm năm mới của Amekot. Bằng một con mắt, tôi sẽ quan sát lễ mừng năm mới. Startai. Nếu Startai đến cung điện và gặp Ranazi và Ades, thì công lao bao nhiêu năm của mình, cung điện của mình, những người dân ở đây, tất cả điều đó sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Trước khi Startai đến đây, Ades sẽ phải rời khỏi nơi đây. Anh có thể gửi tin nhắn bí mật này cho nữ hoàng không? Bí mật mà bà ấy đang giấu có thể là gì đây? Mình sẽ phải bằng cách nào đó để tìm ra các vấn đề của nữ hoàng. Tôi xin nhắc lại một lần nữa để cho người nhớ. Tôi sẽ không rời khỏi cung điện này và đi đâu hết đâu. Tôi sẽ không đi đâu. Chính mẹ phải giữ tôi và em gái của tôi ở ngay đây trong cung điện này. Và mẹ sẽ giúp tôi giành được hoàng hậu Gayatri. Và nếu mẹ không làm điều đó trước bữa tiệc năm mới của hoàng gia, thì sau đó thì sao? Cậu đã hèn hạ đến mức như vậy hả? Cậu đã đến đây để ăn cắp, và bây giờ cậu bắt đầu ăn xin sao? Cậu gọi ta làm mẹ mà còn dọa nạt ta nữa hả? Hôm nay con dâu của ta đã cho cậu thấy vị trí thực sự của cậu rồi, và cậu đến với ta để mặc cả về con dâu của ta sao? Ta không biết phong tục gia đình của cậu là gì, nhưng mà trong gia đình chúng ta, con gái và con dâu không được trả giá như vậy. Ta thừa biết rằng cậu không hề biết gì cả. Và nếu cậu biết, thế đi nói với Ranazi đi, để ta xem con trai của ta sẽ tin ai. Ta là hoặc cậu. Và đó là lý do tại sao tốt nhất cậu nên nhận lời mời cho bữa tiệc năm mới và rời khỏi đây với em gái của mình đi. Và đừng bao giờ quay trở lại Amekot nữa. Điều này có nghĩa là nghi ngờ của mình đã đúng. Nữ hoàng đã giữ Ades ở đây vì hoàn toàn bất lực và không sẵn lòng. Nhưng mà trước khi làm bất cứ điều gì, mình sẽ phải đi đến tận cùng của vấn đề. Không nên thay vì giúp đỡ nữ hoàng, mình lại gây rắc rối thêm cho bà ấy. Anh vừa rồi không phải nói có thể giết mình và giết người khác thay cho tôi sao? Anh đã sẵn sàng tự sát rồi hả? Tôi đã thấy điều đó ngay bây giờ. Liệu anh có sẵn sàng giết người khác hay không? Điều đó vẫn còn phải xem thế nào. Bây giờ anh sẽ tự tay pha cho em gái anh uống ly sữa này. Thời thơ ấu tôi đã nghe một người nói, những người nói quá nhiều thì không bao giờ biến lời nói của họ thành hành động. Giả đết à? Hóa ra anh cũng là một con sư tử, chỉ nói bằng miệng thôi. Hoàng hậu Gayatri không đơn giản như anh trai mình nghĩ đâu. Quá thật không đơn giản chút nào. Tình yêu của tôi và em giờ đã trở thành trò cười. Một trò cười mà cả hoàng hậu Gayatri và nữ hoàng đều không coi trọng. Nhưng mà họ không biết về điều đó. Mình sẽ phải làm một điều gì đó, rằng một số trò đùa quá ra trở nên khá đắt. Những người hoàng gia này chắc chắn sẽ phải trả giá cho nỗi đau mà họ đã gây ra cho anh trai của mình. Trò chơi đã bắt đầu bởi người Amekot, nhưng mà họ sẽ hoàn toàn không biết điều đó đâu. Rằng nếu họ chơi với lửa thì lửa cũng sẽ chơi với họ.
Mình sẽ cướp lấy tất cả sự bình yên và hạnh phúc từ Amekot. Và mình nhất định sẽ vạch trần bí mật mà nữ hoàng đang giấu tất cả mọi người. Bí mật của người đàn ông một mắt đó, mình nhất định sẽ vạch trần nó trước mặt của mọi người. Bí mật này sẽ được tiết lộ vào dịp năm mới của hoàng gia. Và bí mật đó sẽ được thay đổi vận mệnh của Amekot mãi mãi. Màu son đỏ của cô ấy đang như một bức tường với anh trai mình và cô ấy, có phải không? Đó là lý do tại sao người sẽ phải trở thành quá phụ hoàng hậu Gayatri trước khi chấp nhận anh trai mình. Tôi sẽ xóa vết son đỏ khỏi trán của người. Tôi sẽ giết Rana Indravahansin. Dạ, Ranaji, anh sẽ không thể nhìn ngắm mặt trời mọc của năm mới hoàng gia nữa. Đây chính là lễ kỷ niệm hoàng gia cho năm mới. Vì vậy tất cả các vị khách không nên có bất kỳ sự khó chịu nào. Được không? Vâng, thưa người. Bây giờ đi và bắt đầu công việc trang trí đi. Vâng. Ranaji à, tại sao anh lại làm như vậy? Nếu nữ hoàng không muốn tổ chức lễ kỷ niệm này thì chắc chắn phải có lý do nào đó. Và anh muốn biết lý do đó. Lý do mà mẹ của anh sẵn sàng chống lại anh là gì mới được? Nhưng bà ấy không hề muốn đuổi anh em đó ra khỏi cung điện là gì? Và vấn đề không phải là lễ kỷ niệm nào cả. Nữ hoàng luôn luôn cố chấp ngay cả trong quá khứ. Mẹ không bao giờ thay đổi những gì bà ấy dự định làm nó dù đúng hay sai. Em có nhớ khi mẹ đã quyết định cho chúng ta kết hôn không vậy? Và dù anh có cố gắng thuyết phục mẹ thế nào đi nữa, anh nói gì? Em thực sự không biết rằng cuộc hôn nhân của chúng ta là một sai lầm đối với anh. Gayatri, em hiểu lầm rồi. Không, bỏ qua đi. Gayatri, hãy nghe anh nói nào. Mọi người làm mất uy tín của rắn một cách không cần thiết. Có quá nhiều chất độc trong con nhện châu Mỹ này. Một giọt của nó trên miệng của một người đã đủ giết chết người đó mà anh ta không hề hay biết. Và đây chính là chất độc của con nhện châu Mỹ đó. Năm nay mình sẽ tặng cô như một món quà cho anh trai tôi, hoàng hậu Gayatri. Điều này là không thể nào. Mình không thể nào bị đánh bại như thế này được. Để tôi nói với cậu điều gì đó. Có thể là tôi chỉ có một con mắt, nhưng tôi có thể nhìn thấy rất rõ. Tại sao cậu lại đến đây? Tôi đến đây để biết bí mật về nữ hoàng. Ông không biết cách chơi trò chơi này đâu, Satai. Trong này có 5 viên đạn. Sự sống và 1 viên đạn là cái chết. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Ông sẽ bắn từ khẩu súng lục này. Và nếu nó bắn viên đạn thì tôi sẽ chết. Và nếu nó không bắn ra một viên đạn nào thì ông
sẽ cho tôi biết bí mật của nữ hoàng. Và đổi lại tôi sẽ cho ông rất nhiều tiền. Đối với mẫu câu hỏi thì bấy nhiêu đủ cho ông chưa? Đây là đồ ngọt của tiệc thánh, hãy phân phát cho mọi người. Thưa hoàng hậu Gayatri, chẳng phải tôi đã nói cho cô rằng tôi biết rất rõ cách dạy cư xử của mèo hoang sao? Tôi nhớ rõ điều đó, hoàng hậu Gayatri. Tôi đến để nói với người rằng, người đang làm gì ở đây? Anh trai tôi còn không có ở đây thì người còn sợ điều gì chứ? Đừng lo lắng cho tôi nữa. Nếu tôi có thể vượt qua mọi giới hạn của mình để mà cứu sống chồng mình thì tôi cũng biết giữ trong giới hạn của mình để không vượt quá giới hạn cho phép. Và đó là bởi vì tôi đang ở trong giới hạn của mình nên bỏ qua cho cô. Mặc dù nghe rất nhiều điều vô nghĩa từ cô, chỉ một lần để Ranaji ăn thứ ngọt độc này từ tay của cô, sau đó thì Ranaji sẽ không còn tồn tại nữa. Cuộc hôn nhân này cũng kết thúc. Bắn đi tha tài. Tại sao không bắn vậy? Tôi là một người đàn ông đúng với lời nói của mình. Bất cứ điều gì tôi được hỏi, tôi sẽ nói với cậu, nhưng mà tôi sẽ không giải thích. Cậu sẽ phải tự mình hiểu nó. Bí mật của nữ hoàng có liên quan đến một vị vua. Một vị vua có sức mạnh, lòng dũng cảm và bản lĩnh hoàn toàn. Anh ta có bản lĩnh nhưng không kiên nhẫn. Nói cho tôi biết thêm đi Sa Tài. Chỉ có một điều là thiếu ở anh ấy, đó là tính kiên nhẫn. Bây giờ tôi không muốn nghe bất kỳ câu đố nào nữa. Hãy kể cho tôi mọi thứ về vị vua đó đi nào. Bí mật nằm trong lá thư đó. Alo, Raja Ramsin, chào buổi tối. Raja Indravahansin đây. Xin lỗi vì đã gọi cho ngài vào giờ này. Và tôi đã gọi cho ngài để mời ngài đến dự lễ kỷ niệm hoàng gia tại cung điện. Đúng vậy. Được rồi. Vậy nên tôi hy vọng rằng ngài chắc chắn sẽ đến. À, được rồi. Chúc ngủ ngon. Anh có cần gì không? Là sự tha thứ. Anh muốn sự tha thứ của em. Anh đã không có ý nghĩ như là em nghĩ đâu. Anh chưa bao giờ có ý định làm tổn thương em. Nhưng mà em lại hiểu theo một điều khác. Thực tế thì ngay bây giờ anh đang làm tổn thương em. Chỉ là anh không cảm nhận được điều đó chút nào. Gayatri à, hãy ăn tiệc thánh thôi.
một người không được coi thường bí tích của thần linh. Andes, Andes, cho tay. Tên tôi được viết ở trên này. Đây là trò đùa gì vậy hả? Để tôi nói với cậu một điều. Những bí mật nói ra dễ dàng thì sẽ không được gọi là bí mật nữa. Đây chính là tiền của cậu. Ở đây mọi thứ đều có giá. Nhưng xa tay thì không. Không có tầm quan trọng của tiền đối với xa tay tôi. Nếu cậu giết tôi thì cậu sẽ tìm ra bí mật như thế nào đây? Vẫn còn thời gian. Chấp nhận nó hoặc là quên bí mật đó đi. Tại sao cậu lại muốn chơi với lửa chứ? Những người luôn sống trong lửa, lửa trở thành nhà của chính họ. Sát tay. Chính trị, hối lộ, trừng phạt và chia rẽ. Mình sẽ sử dụng tất cả những thứ này. Và mình sẽ tìm ra bí mật của nữ hoàng bằng bất cứ giá nào. Ông sẽ tự mình tìm đến tôi để nói cho tôi biết về bí mật đó. Ông sẽ tự mình tìm đến tôi. Xin chúc mừng anh trai. Từ nay hoàng hậu Gayatri sẽ thuộc về anh. Người hầu, vâng thưa ngài. Đầu của ta đang quay. Mang một ít cà phê đen cho ta. Vâng thưa ngài. Janaji, anh không sao chứ? Không. Làm sao mà ta có thể ổn cho đến khi cô và anh trai cô vẫn ở trong cung điện này chứ? Tôi nghĩ rằng anh đang không khỏe.
Nó chỉ là một cơn đau đầu. Và nếu mọi người rời đi thì nó sẽ tự động tốt thôi mà. Nhưng mà nghe nè, tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ cô cả. Thậm chí là không thông cảm cho cô. Làm thế nào mà anh ta lại sống sót chứ? Nghe nè, Ranaji không nghe ta, nhưng mà ta nghĩ rằng anh ta đang bị bệnh nặng đó. Người phải gọi bác sĩ đi kiểm tra anh ấy đi. Người đừng lo lắng, Ranaji không bao giờ dùng thuốc vì một số rắc rối nhỏ đâu. Và cũng giống như tất cả các hoàng tử khác, Ranaji cũng đã được nuôi dưỡng bằng thuốc độc. Vì vậy ngài sẽ không cảm thấy những rắc rối hay là đau đớn nhỏ nhặt như vậy đâu. Cho nên cô không cần phải lo lắng điều gì cả. Được rồi. À, vậy ra là nữ hoàng đã nuôi dạy Ranaji theo cách như vậy, để không có chất độc nào có tác dụng gì với anh ta. Nhưng bây giờ sẽ không có bất kỳ chất độc nào. Bây giờ chính mình sẽ là vũ khí. Mình sẽ tự tay giết Ranaji, để xem Ranaji của chúng ta sẽ có thể ngắm bình minh của năm mới hoàng gia như thế nào đây. Sashina. Và có thần, thưa nữ hoàng, nếu có một người đàn ông mắt đá nào đó cố gắng vào cung điện, ngươi đừng để anh ta vào đây. Và thông báo cho ta ngay lập tức. Chỉ thông báo cho mình ta. Vâng, thưa nữ hoàng. Bí mật của người đàn ông mắt đá đó sẽ không bao giờ được tiết lộ. Không bao giờ. Lạy thần linh, xin hãy để lễ kỷ niệm của hoàng gia ngày hôm nay được trọn vẹn mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Anh đang chắp tay xin lỗi em đó. Em đã hiểu lầm về những gì mà anh đã nói rồi. Những điều sai trái thì luôn luôn bị hiểu lầm mà, Ranaji. Bây giờ anh nên làm gì đây hả, Gayatri? Anh đã xin lỗi em từ tận đáy lòng của anh, và em từ chối tha thứ cho anh từ tận đáy lòng của em. Lời chào trước cho năm mới sắp đến rồi. Anh cũng vậy. Gayatri, gặp anh ấy đi. Anh ấy là bạn thời thơ ấu của anh, Yuvrajansin. Và đây là em trai của anh ấy, Kunwa Jajansin. Và đây là em gái của họ, công chúa Suvasi. Đối với toàn thế giới, em ấy là công chúa Suvasi. Nhưng đối với anh, em ấy là em gái anh, Suvi. Thời thơ ấu của bọn anh, em ấy có hai cái điệu buộc chặt và thường chạy rất nhanh, mà anh đã từng gọi cô ấy là một chiếc xe. Đó là lý do tại sao anh quên chiếc xe và cũng không mời cô ấy đến đám cưới của anh. Phải không? Không không không, anh đã mời em mà. Nhưng mà người anh thân yêu của em quá bận rộn với công việc của anh ấy nên đã không tự mình đến. Anh đâu có lỗi gì đâu, đừng lo. Anh sẽ giới thiệu em với cô ấy ngay bây giờ. Suvasi, đây là người vợ thân yêu nhất của anh, Gayatri. Em thật là đẹp. Thưa hoàng hậu, em đã mang một món quà nhỏ cho chị. Em nhỏ tuổi hơn chị, nên em sẽ lấy quà, đừng tặng quà nữa. Như vậy không nên. Vì vậy đừng coi đó là một món quà, hãy lấy nó như một dấu hiệu tình yêu mà em dành cho anh trai của em. Chị đã một lần nữa mang lại hạnh phúc cho cuộc đời của anh ấy. Vậy thì làm sao mà em có thể đến đây với hai bàn tay trắng được? Chị có biết đây là viên ngọc trai của tổ tiên bọn em không? Họ nói rằng một cô gái đem một viên ngọc trai thật thì viên ngọc trai đó loại bỏ cô ấy khỏi sự lừa dối và sẽ đưa cô ấy đến sự thật.
quà tặng có thể bị từ chối, nhưng sự thật thì không bao giờ có thể bị từ chối. Chị sẽ giữ nó. Ranaji, ta đang bàn giao trách nhiệm Suvi cho cậu. Hãy tìm một hoàng tử từ một gia đình danh tiếng như vậy cho con bé. Rằng anh ta sẽ chăm sóc cho con bé và sống trong cung điện bằng vàng. Tất nhiên rồi. Mời vào nào. Sophie trông không vui khi nghe về cuộc hôn nhân của cô ấy. Có lẽ tất cả những người trong hoàng gia đều cảm thấy không vui khi nghe tin về cuộc hôn nhân của họ. Bây giờ chỉ cần nhìn khuôn mặt của anh là giống y hệt như vậy vào ngày kết hôn của chúng ta mà. Vậy thì sao nó lại không nên? Ai sẽ hạnh phúc khi phạm sai lầm chứ? Gayatri, hôm nay là ngày cuối cùng của năm mà. Anh không muốn nó kết thúc bằng việc cãi nhau như thế này đâu. Sao chỉ ngày cuối năm, em còn chả thèm cãi nhau với anh bây giờ nữa. Nhưng anh sẽ không bao giờ hiểu điều đó. Và anh không đổ lỗi cho nó. Không mất nhiều thời gian để rạn nứt giữa vợ chồng ngày càng lớn. Mình chỉ cần tấn công vào đúng cơ hội. Và Ranaji đã cho mình cơ hội đó. Bây giờ anh trai mình chắc chắn sẽ nhận được món quà năm mới của anh ấy. Mình sẽ cho anh trai mình một bất ngờ. Cha mẹ đã dạy cho con cái về giới hạn của chúng. Nhưng mà không có ai dạy bọn em giới hạn của mình cho em và anh trai của em. Anh trai của cô và cô vẫn chưa được học nhiều điều trong cuộc sống, như là cách cư xử, kỷ luật, vân vân. Nhân tiện, chiến thắng mọi lần thì không phải là rất tốt. Những bài học cần phải học được là khi một người thua cuộc, chứ không phải là bằng chiến thắng. Nghe nè, không phải là họ nói rằng muộn còn hơn không sao? Dù sao thì cô cũng đã bắt đầu thua rồi. Nên tôi hy vọng rằng cô cũng sẽ bắt đầu học hỏi. Tôi cũng đã học một điều sau khi thua cuộc, rằng tôi sẽ không bao giờ thua nữa. Thưa nữ hoàng, một người đàn ông mắt đá đang cố gắng vào qua cửa phía tây của cung điện. Xin hãy tới đó. Thứ lỗi cho tôi vì đã bắt mọi người đợi ở đây. Đi nào. Hôm nay trong lễ kỷ niệm hoàng gia này, một bên mắt của người có thể ném một con mắt ác độc lên con trai của ta, con dâu và Amekot của ta. Ta sẽ không để ông đến đây xa tay. Nữ hoàng đã nói với chị rằng một nghi lễ nhỏ được thực hiện trong lễ mừng năm mới của hoàng gia, và một trong những nghi thức đó thì hoàng hậu phải bôi son đỏ lên nhà vua, và cô ấy cầu nguyện cho được sống lâu. Chị có biết là em đã nhìn thấy rất nhiều hoàng hậu, nhưng mà không ai như chị hết. Một hoàng hậu tự mình làm tất cả công việc, em phải đầu tư vào các mối quan hệ thật là tinh tế. Hôm nay em dâu của chị đã cho chị thấy vị trí thực sự của em. Em không thể để cho người khác tạo ra nó cả. Chị làm tất cả công việc của anh ấy mỗi ngày. Chỉ là sau đó, chị cảm thấy rằng chị bắt đầu đến gần anh ấy một cách chậm rãi. Chị cũng sẽ dạy em chứ. Em cứ đợi ở đây, chị sẽ mang bông cho em. Công chúa Suvi, anh trai của người đang tìm người. Xin hãy đưa cái này cho thần. Có lẽ anh trai của mình gọi mình đến để chỉnh đốn việc kết hôn của mình, nhưng mà mình không muốn kết hôn. Xin hãy đi đi nào.
Hoàng hậu Gayatri, người chồng mà cô rất tự hào, thì cô sẽ tự tay bôi thứ màu đỏ này lên người của anh ta. Mỗi khi anh trai tôi nhìn thấy hai người bên nhau, lòng anh ấy lại rạo rực. Hôm nay hai người cũng sẽ trải nghiệm cùng sự bùng cháy đó. Và sau khi khiến cô đau đớn, tôi sẽ kết thúc nỗi đau này một lần và mãi mãi. Và Ranaji cũng sẽ như vậy. Sophie, cái này. Sophie đã đi đâu rồi? Gayatri à, đã đến lúc cho buổi lễ bôi son đỏ. Mọi người đang chờ đợi con đó. Đi nào. Đợi đã. Anh muốn em bôi son đỏ lên người anh bằng cái này. Đây là cái gì? Đất của Amekot. Đất của quê hương anh thậm chí còn tinh khiết hơn gỗ đàn hương đối với anh. Màu son đỏ này sẽ luôn nhắc nhở anh rằng anh có nghĩa vụ với mảnh đất này. Và anh tuyên thệ sẽ bảo vệ mảnh đất này. Tôi sẽ không chấp nhận thất bại đâu Ranaji. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của anh. Em đang làm chuyện gì vậy? Em phải làm gì đây hả, Hoàng hậu? Không ai hiểu nỗi đau của em hết. Những người anh em của em không biết là em đang chết từng giây từng phút như thế nào đâu. Anh em là tất cả đối với em. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho em. Nhưng mà họ không muốn hiểu một điều là vì hạnh phúc của em nằm ở đâu. Họ nghĩ em vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu điều gì tốt hay là xấu. Nhưng mà trái tim em biết rằng hạnh phúc của em chỉ nằm ở ca tiếp mà thôi. Và em yêu anh ấy. Em thật lòng yêu anh ấy. Rất yêu anh ấy. Đúng là anh ấy không phải là một hoàng tử. Anh ấy chỉ là một người bình thường thôi. Anh ấy không hề giàu có. Anh ấy không sống trong những cung điện bằng vàng. Nhưng mà anh ấy có một trái tim vàng. Và anh ấy yêu em rất nhiều. Anh ấy thậm chí có thể chết vì em. Nhưng mà chỉ có một điều. Một điều quan trọng đối với anh của em là. Là anh ấy không phải là một hoàng tử. Đó là lý do tại sao họ phản đối cuộc hôn nhân này. Cả tích là cuộc sống của em. Và em sẽ không thể nào sống nếu không có anh ấy được. Được rồi, đó là tất cả. Chỉ là chuyện nhỏ như vậy thôi sao? Bất cứ điều gì đang xảy ra với em, nó không phải là điều gì mới cả.
Dù sao đi nữa điều này đã xảy ra rồi. Cả thế giới chưa bao giờ hiểu được tình yêu, cũng như tình yêu chưa bao giờ hiểu được theo cách của thế giới. Nhưng mà hãy tin chị, em nói đúng. Tình yêu không liên quan với bất kỳ tầm dốc hay địa vị nào. Chị cũng không phải là công chúa, nhưng mà Ranaji và gia đình anh ấy vẫn chấp nhận chị thôi. Ai cũng không được may mắn như chị đâu, phải không hoàng hậu? Không phải là hoàng hậu, hãy gọi là Gayatri. Và số phận của chúng ta diễn ra chính xác như cách chúng ta tạo ra nó. Mọi thứ không đạt được dễ dàng như vậy. Chị cũng không đạt được tình yêu của mình dễ dàng như vậy. Ít nhất thì ở đây Katit rất yêu em. Nhưng mà trong trường hợp của chị thì Ranaji từng rất ghét chị. Rất ghét. Ghét chị rất nhiều. Nhưng mà chị vẫn không bao giờ chấp nhận được thất bại. Chị đã đạt được tình yêu của mình bằng cách chiến đấu với cuộc sống và số phận của mình. Công chúa Suvi à? Không phải là công chúa Suvi, hãy gọi là Suvi. Nhưng bây giờ em không có nhiều can đảm như vậy đâu Gayatri. Em hãy đi với chị nào. Chị sẽ đưa cho em một giải pháp cho tất cả các vấn đề của em.